cô ấy đi dạo vòng vòng đó. Đúng tượng. Con đi đâu vậy? Nãy giờ con đi đâu vậy? Nãy giờ Tiên Anh đi đâu vậy? Hả? Ừ? Cái chổi hả? Con quét nhà hả? Ờ, cái chổi của bà Bảy á. Cái chổi của bà Bảy, cái chổi của mình trong nhà con. Ừ, cái chổi của bà Bảy. Con đâu có quét được. Ờ, con muốn quét nhà hả? À, rồi, lát mẹ cho quét nhà nha. Rồi, rồi. Rồi, quét nhà đi. Thôi, cái này của bà Bảy con không có phá được. Con lấy cây chổi thôi, con lấy cây chổi thôi. Thôi, nó. Rồi đó, quét đi. Rồi quét nhà đi. Hả? Sao? Ừ, giỏi quá, quét cho sạch nha. Trời ơi, giỏi quá. Rồi sao? Rác nó dính cái chổi rồi.